Hello, hello, hello. Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up. Hôm nay Hào sẽ hướng dẫn mọi người một món cocktail đến từ New Orleans của nước Mỹ, nhưng mà nó lại được mang một cái tên rất là tây bằng tiếng Pháp, gọi là Vucaré, đọc chậm Vucaré, giống như là Vucari á các bạn, nhưng mà đọc cho sang chút xíu gọi là Vucaré. Vucaré là một loại cocktail mà sẽ dành cho những tín đồ yêu thích brandy và whisky, nhưng mà không thể nào mà chọn một trong hai, nên nó là một cocktail mà có thể trộn lẫn hai cái lại cùng như là những thành phần khác để có thể tạo ra được cái mùi hương đặc trưng. Một điều đặc biệt đó là không phải người bartender nào cũng biết làm Vucaré, tại vì nếu mà nói nó không phải là một cocktail không nổi tiếng thì không đúng, nhưng mà nói là một cocktail quá nổi tiếng thì cũng không đúng. Bên cạnh Old Fashioned là Manhattan hoặc là Sazerac, những cái cocktail rất là bougie, là rất là mạnh, cũng như là cái nồng độ cồn rất là cao, thì Vucaré là một trong những loại cocktail mà Hào cảm thấy như là nếu như bạn uống một ly đó thì là bạn sẽ chỉ đủ say rồi, không cần phải thêm một ly thứ hai. Nhưng mà cái vị của nó làm sao để mà cho người khác order thêm một ly thứ hai thì phải nói về cái ratio, có nghĩa là cái liều lượng trong cái loại cocktail này, là cái người bartender sẽ bỏ bao nhiêu liquor vào trong đó để tạo nên cái được hương vị và cái mùi đặc trưng của nó. Vucaré được ra đời vào năm 1938 ở New Orleans, nước Mỹ, và từ một người bartender mang tên là Walton Benjamin. Để mà tìm hiểu sâu xa hơn thì nó được ra đời ở một cái hotel được mang tên là Monte Leon, và hotel này vẫn còn hiện diện đến ngày hôm nay nha các bạn. Nếu như các bạn để ý thì những cái tập mà đầu tiên hoặc là Mix It Up nó bây giờ đó, thì thường những cocktail mà mình tìm hiểu về cái lịch sử của nó đấy thì đa số là nó được ra đời từ những cái hotel. Bởi vì ngày xưa cái culture, cái văn hóa của nước Mỹ đó là bạn phải diện thật là đẹp lên, bạn đi vào trong những quán bar của hotel rất là lộng lẫy và sang trọng, thì những người bartender sẽ được mặc đồ vest nè, có bow tie là cái nơ, hoặc là có cà vạt, làm cho bạn những cocktail rất là crafted. Thì Hào thấy đó là cái điều này là đang hiện diện ở Việt Nam của mình. Lần trước Hào đi về Việt Nam thì Hào thấy là các bạn bartender ăn bận rất là đẹp, rất là chỉnh chu, và hình như là thật là sự là sang trọng, và cocktail làm ra rất là đẹp không các bạn. Nhưng mà điều ngược lại, nếu mà các bạn để ý thì cái style của Hào là bar nhà hàng, bởi vì nhà hàng của Hào không phải là nhà hàng 5 sao, nó chỉ là 3 sao thôi, nên cocktail là ra là phải rất là nhanh, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải làm thật là ngon và nhìn phải đẹp mắt, không phải thật sự là quá lộng lẫy, nhưng mà nhìn ít nhất cái cocktail của mình đó, làm ra người ta biết mình là một người bartender chuyên nghiệp. Ở cái tập này đó thì có thể là hơi khó nếu mà các bạn nào muốn làm ở nhà, bởi vì những cái loại rượu mà mình sử dụng cho cái Vucaré này đó thì nó rất là nhiều, và thường là bạn phải có một cái bar chuyên nghiệp thì để làm những cái này. Nên đó là nếu như mà bạn nào mà muốn tìm hiểu về cocktail cũng như là rượu thì ở tập này Hào sẽ giải thích một nhiều số những cái thành phần, bởi vì nó có Benedictine nè, nó có Peychaud, nó có Brandy, và Hào sẽ cắt nghĩa cho các bạn biết là sự khác biệt giữa Brandy và Cognac, cũng như là người Việt mình đang uống rất là nhiều Hennessy mà thật sự là không có nhiều người biết đó là Brandy. Ngoài ra đó thì các bạn nào mà curious, có nghĩa là tò mò về cái loại này, bởi vì Hào hứa với các bạn luôn là nếu như bạn thích những cocktail mà mạnh, mà đậm như thế này đó, thì Vucaré sẽ là một cái mà bạn sẽ cảm thấy rất là yêu thích. Nếu bạn đã uống Old Fashion hoặc là Manhattan thì Vucaré lại là một cocktail mà có thể là cái cocktail Hào rất là thích khi mà đi ra quán bar và ngồi nhâm nhi trong những cái buổi chiều mưa, hoặc là hôm nào mà bạn có thật là nhiều tâm sự đó. Tại vì nếu như mà các bạn để ý thì Manhattan và Old Fashioned thì sử dụng là whisky đúng không? Vucaré là trộn lẫn giữa whisky và brandy, cộng thêm là sweet vermouth và những cái thành phần khác, thì cái độ nồng, cái độ cay và cái độ sâu của cocktail á, nó sẽ được thể hiện qua từng vị. Và Hồng nghĩ đây cũng là cái tập rất là thú vị dành cho những cái tín đồ mà yêu thích cocktail, muốn tìm hiểu thêm những cái loại mới lạ. Bởi vì Hào chắc với các bạn luôn, cái tên Vucaré là nó đã khó đọc rồi, mà để tìm hiểu thêm sâu về nó thì Hào sẽ nhường lại cho các bạn nhé. Và nếu như mà bạn nào đã từng thử Vucaré rồi, bạn đã biết về nó, thì bạn nhớ là để lại những comment cho Hào. Và thành phần chính để làm ra Vucaré, chúng ta sẽ cần sweet vermouth, rye whiskey, họ sẽ dùng Knob Creek nhé. Đây là rye whiskey rất là ngon, có thể gọi là premium whiskey. Còn các bạn có nhớ là sự khác biệt giữa rye whiskey, bourbon whiskey và whiskey không? Thì nhớ để lại comment, họ đang trắc nghiệm các bạn đó. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng brandy. Thì brandy hay thường gọi là cognac, nhưng mà để được gọi là cognac thì cái loại brandy đó phải xuất phát từ cognac của nước Pháp thì mới được gọi là cognac.
Giống như là các bạn có để ý thì bourbon phải đến từ Kentucky thì mới được gọi là bourbon whiskey, còn không thì chỉ được gọi là whiskey thôi. Ở đây họ dùng Matassa. Matassa thì đây chính là brandy nhưng mà được sản xuất từ Hy Lạp. Một điều đặc biệt đó là brandy và cognac là một loại rượu đã có mặt lâu nhất trên thế giới. Thành phần tiếp theo sử dụng đó chính là Benedictine. Thì nếu như mà các bạn có biết Benedictine đó, thì đây là liqueur. Cũng nhớ họ đã nói với các bạn sự khác biệt giữa liqueur và liquor nhé. Ở những tập trước nhớ coi lại nha. Benedictine thì được sản xuất từ những cái loại thảo mộc cũng như là vỏ cam, chanh, quýt, hồi. Thì có một điều thú vị ở đây nữa là những cái loại liqueur này á, thì thường ở những nhà sản xuất sẽ giấu đi cái thành phần bí mật của nó nên thật sự mình cũng không có biết được. Nhưng mà cái mùi vị của Benedictine á, thì sẽ là mùi ngọt và nó có những cái hương thơm như là hoa vậy đó, nó gọi là floral. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cần bitters. Hai loại bitters chính ở trong Vucaray đó chính là Angostura bitters và Pale bitters. Thì hôm trước họ không có nói bitters là gì, hôm nay họ sẽ giải thích các bạn luôn. Bitters là rượu nha các bạn, nhưng mà rượu cô đặc. Pale bitters á, là được làm cái hương liệu chính của nó chính là cái quả hoa hồi. Hoa hồi quế là cái hương liệu chính, còn những thành phần còn lại thì là secrets, có nghĩa là bí mật. Những cái loại bitters này đó nó đã được ra đời rất là lâu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm Vucaray. Đây là một loại cocktail gọi là Eco Part. Nếu như các bạn đã coi những cái tập trước của How thì Eco Part là những cái thành phần cocktail bỏ vào trong cái ly khuấy sẽ bằng nhau. Một điều thú vị nữa thì là những cái loại cocktail mà với những cái spirit base như là brandy, whiskey, scotch thì thường người ta không có shake mà stir rất là nhiều. Lý do rất là đơn giản, như là những lần hồi trước họ nói đây, vì những cái loại spirits này đó thì nó rất là nồng, cũng như là cái hương vị của nó là người ta uống là người ta muốn uống được cái hương vị của nó, nên là không có thể nào mà shake hay là mix hoặc là nhiều thì sẽ bị phá vỡ đi cái sự đặc trưng của những cái loại whisky hoặc những cái loại rượu mạnh này. Nên suy ra thì đây là stirring cocktail, nên mình sẽ cần mixing glass. Đến khúc này thì Benedictine mình sẽ chỉ cần quarter ounce của Benedictine, có nghĩa là 1/4 ounce của Benedictine thôi các bạn. Sẽ được serve trong một cái bucket glass, là cái này gọi là bucket glass đấy các bạn. Về phần garnish thì chúng ta sẽ garnish với vỏ chanh nhé. Ok, thì mình sẽ thử nha. Wow. Lâu rồi họ mới uống lại Vucaray đó các bạn. Nhưng một điều đó là các bạn, nếu mà bạn nào mà bartender mà xem cái này đó thì bạn hãy làm y chang như là cái ratio, cái thành phần mà họ để các bạn nhé. Bảo đảm là khách của bạn uống Vucaray sẽ rất là thích. Bởi vì hồi đó họ có làm một cái competition, là một cái cuộc thi với lại những cái người bartender khác ở trong cái chỗ làm của họ, thì Vucaray của họ là ngon nhất. Ok, Vucaray sẽ vẫn giữ được cái vị brandy, nhưng mà thêm đó là cái sự
cây nồng của rye whiskey. Đó là lý do tại sao người ta sử dụng rye whiskey mà không có dùng bourbon. Ngoài ra thì cái tinh dầu của vỏ chanh sẽ làm cho cái hương vị nó sáng lên. Nếu như mà các bạn có để ý đó là tại sao mà Vukur lại dùng vỏ chanh mà không phải dùng vỏ cam, thì đây là một cái kỹ năng cũng như là một cái kiến thức về những bạn bartender đó. Thì thường nếu như mà bạn thấy đó là Manhattan hay là Old Fashioned thì thường họ garnish với lại vỏ cam đúng không? Nhưng mà vỏ cam thì cái tính của nó khi mà garnish vào thì nó sẽ chỉ đầm cái cocktail thôi. Còn vỏ chanh nó sẽ đem được cái sự tươi mát hơn là cái vỏ cam, và cái vị của nó sẽ sáng hơn. Nên khi mà Vukure là bởi vì nó đã trộn lẫn với tất cả các loại rượu với nhau rồi, thì sweet vermouth nè, rồi brandy và rye whiskey, rồi benedictine, thì cái cocktail này thì toàn là rượu và rượu không. Đó là lý do tại sao mà họ nói với các bạn là uống một ly sẽ đã đủ xỉn. Nên khi mà quá nhiều rượu thì cái tính của nó rất là đầm. Nên khi mà bỏ giữa vỏ cam và vỏ chanh á, thì các bạn có thể chọn một trong hai, cái nào cũng được hết. Nhưng mà họ nghĩ là vỏ chanh nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ nâng cái cocktail, cái hương vị lên thêm một cái tầng lớp. Hơn là bạn để cái vỏ cam thì nó sẽ bị hơi chìm chút xíu. Nếu như bạn nào mà bartender bạn làm thử nhé, thử một cái vỏ cam, thử một cái vỏ chanh. Ok, vậy là cái tập hôm nay đã hết rồi. Và họ hy vọng rằng cái Vukure này, nếu như bạn không là bartender thì biết đâu bạn sẽ có thật là sự là tò mò đi ra quán bar và order thử cái này. Còn nếu như mà bạn nào đã học được một chút gì đó, những cái kỹ năng và kiến thức của Hào, thì nhớ là để lại những comment nhé. Và qua đây đó, Hào cũng xin cảm ơn với tất cả các bạn subscriber, là các bạn đã rất là dễ thương khi mà nói là các bạn đã hy vọng kênh của Hào phát triển hơn. Nhưng mà xin thưa với các bạn là Hào rất là cảm ơn các bạn và Hào rất là cảm động. Nhưng mà Hào làm cái này là chỉ vì Hào muốn truyền lại những cái kiến thức cũng như là những gì mà mình biết cho các bạn ở Việt Nam, các bạn trên toàn thế giới. Như bạn nghĩ đây là một cái nghề rất là thú vị, cũng như là những bạn mà tín đồ yêu thích cocktail, thì Hào biết gì thì Hào sẽ truyền lại cho tất cả các bạn hết. Bởi vì những cái này đó, Hào không có phải đi học trường lớp, Hào không có phải học thật là nhiều kinh khủng, nhưng mà những cái này là những cái sự trải nghiệm cũng như là những cái điều mà Hào đã học hỏi được từ những cái người bạn bartender của mình. Bởi vì Hào đã bắt đầu một con số 0 thì Hào nghĩ là mình có một kênh YouTube riêng thì tại sao không sử dụng cái này để có thể mà chia sẻ, truyền tải kinh nghiệm của mình dành cho các bạn. Đó là cái tiêu chí đầu tiên khi mà Hào làm Mix It Up. Nên mà nếu bạn yêu thương Hào thì nhớ để lại những comments nè, rồi share kênh, like, ủng hộ Hào nhé. Và Hào cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng là sẽ gặp lại tất cả các bạn ở tập theo của Hello Hào và Mix It Up.